Chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 18 cây sứ thái ghép ha. Giá cây em bán là từ 100 ngàn cho tới 350 ngàn một cây. Đơn hàng em đi là 200 ngàn trở lên em mới gửi nha cả nhà. Hiện nay em gửi hàng đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện. Cây đi Tô Châu sẽ để nguyên chậu gửi cho mình, hàng đến nơi nó nhắn tin mình ra trạm nó nhận cây nha. Còn cây đi Bưu Điện sẽ nhổ ra rũ sạch đất, đóng thùng cà tông, hàng giao tận nhà cho mình luôn. Rồi, mình có cây số 1. Số 1 là ghép giống Đại Hồng Bích. Đại Hồng Bích cây ba bo mà cái chi nó phân ra rất là đều, tựa dài nữa nha. Nhìn cây nó, cái tán cây nó chung xòe ra rất là đẹp mắt luôn. Cây này tựa dài, hoa của nó màu trắng cánh viền hồng. Hoành củ này là tầm cỡ ngoài 65 luôn á cả nhà. Ghép ba bo 130 ngàn. Số 2 là ghép hai màu. Lá cẩm thạch, hoa nó ba lớp màu hồng nè, kêu nó là bằng hồng ngọc cẩm thạch nha. Hoa ba lớp màu hồng. Màu hồng này nhìn rất là xinh luôn. Rồi ghép chung với màu tím than nha. Cây mình ghép 8 bo. 8 bo có 2 bo tím than, 6 bo hồng ngọc cẩm thạch. Giá 250 ngàn, chậu C11. Cái cây này về mình trồng trong chậu 6 tấc đó nha, 5 hoặc 6 tấc. Rồi em tiếp số 3. Số 3 là một em hằng VIP nữa cả nhà. Củ quái này nha. Củ này về mình trồng có thể trong chậu 6 hoặc 7 tấc luôn. Giống này có hương thơm đậm mùi luôn, xay hoa. Hương thơm đậm mùi và hoa cực rộ, mình thấy cái dàn nụ nó đang ra nè cả nhà. Em này là hoàng mỹ từ cũ cho đến ở trên nè, tàn đẹp luôn nha. Hoa nó là nền trắng gân đỏ, có hương thơm đậm mùi luôn. Đây, em là nhà vườn mà em nhìn cái dàn nụ nó đang ra em cùng mê nè cả nhà. Nhìn trên ngọn toàn là nụ và nụ luôn nha. Rất là bắt mắt luôn. Cây này tầm cỡ khoảng 2-3 ngày nữa là nó bung ra rực rỡ luôn. Cái tàn đó em đặt thử ra là ngang qua là bung ra 4 găng tay mình ha. Cây này mà vài bữa nó nở rộ là dắt chưa nắng, mình đứng gần nghe thơm ngào ngạt luôn á. Rồi xuống mình xem củ nha. Củ hình hơi quái. Củ này là em còn chôn sâu nè. Này hình giống như hai con thú nó ôm nó giỡn nè, phần đây một con, bên đây một con, đưa cái tay nó qua nó quàng lại nè nha. Cây trong chậu C12, ghép 8 bo 350 ngàn, giống nguyệt cát. Số 4 là huyền thoại, 3 lớp đỏ viền tím. Mới nở ra là màu đỏ đậm luôn, viền tím đậm, nở tầm 4 ngày, nó sẽ chuyển qua màu đỏ hơi nhiều hơn. Cái tím nó mất dần nha, cánh hơi nhọn nữa. Giống hoa này cực rộ luôn. Cây ghép 10 bo. Hoành này là cỡ 65 trở lên. Giá 220. Ủa, cái hoành này á, cây là trong chậu C11 nha cả nhà. Cái hoành này nãy em đặt thử là ngoài 4 găng tay em á. Giá 220 nha. Nhìn cây này mà em nói lộn qua gốc kia. Rồi cây huyền thoại là ghép 10 bo, giá 220. Tiếp số 4. Số 4 là một em củ quái nữa nè. Ghép giống Nhật Hạ tím. Nhật Hạ tím cây 6 bo 220. Mấy cái củ quái này về mình chọn mấy cái chậu sành mà dạng đẹp đẹp, sang nó qua là nó tôn lên cái vẻ đẹp của cây mình nhiều hơn nữa. Rồi tiếp số 6. Số 6 là một giống xoay hoa to, cánh có hơi viền dúng dúng nè. Này là nó mới vừa bung ra nha cả nhà. Trà mi 5 ghép 5 bo 130 ngàn, chậu C10. Hoành cũ chậu C10 có bên em là hoành từ 55 tới 65 tùy theo cây nha. Số 6 là một cây củ to nữa nè. Giống này thì hoa chùm rất rộ, mình thấy cái chùm nụ nó đang ra nè cả nhà. Màu hồng phấn nha. Hoa nó màu hồng phấn, tên nó là quýt lúc. Nụ của nó đây. Rồi, cây quýt lúc này mình ghép 8 bo nha. Củ nhìn cơ bắp 130 ngàn, vô chậu C10. Vô chậu C10 mà muốn chặt chậu luôn nha. Số 7 là ti ti màu tím, cánh hơi nhỏ. Cây ti ti này tựa dài. Cái này cả nhà ai có nhu cầu cần lấy bo ghép là mình chọn em này là về làm bo liền được nha. Cây này thì củ cơ bắp ghép 6 bo 150, ti ti. Số 8 là ghép hai giống.
Vân Huế 13 màu tím sọc, Long Thành 3 lớp màu đỏ, cây 7 bo, 5 bo Vân Huế 13, 2 bo Long Thành nha. Đây, cái củ này hình hơi quái nè cả nhà. Củ quái nha. 150.000. Số 9. Số 9 là Long Thành. 3 lớp màu đỏ, cây này tàn xòe ra rất là rộng luôn. Em đặt thử ngang qua là 4 gang tay mình á. Tán rất là tròn, cây 8 bo, tựa dài. Giá 150.000. Số 10. Số 10 là Hạnh Phúc. Hạnh Phúc hoa trắng, sọc hồng. Ở trong nhân nó hơi vàng nha. Cái tàn của cây Hạnh Phúc này bung ra cũng tròn nữa nè. Cây này đang tựa dài luôn. Ghép 6 bo 150.000. Số 11, Lip Green, màu đỏ đậm, viền trắng. Ai thích đỏ đậm thì chọn giống này ha. Đỏ đậm luôn, viền trắng. Đây em nó mới vừa bung nhẹ ra nè cả nhà. Đỏ đậm lè luôn, có viền hơi trắng ngoài nè. Rồi Lip Green mình ghép 6 bo. Cái máy này sao giờ kỳ ta, lâu lâu bị nhòe. Đây. Đứng lại. Rồi Lip Green 6 bo. Tựa dài. Cái củ này thì nó bị lúc vận chuyển nó chạy chút xíu nè cả nhà. Bị lõi nhẹ này nha, cái lõi này. Rồi cái hoành củ này thì nó tầm gần 4 gang tay em vòng lại luôn. Em bán giá 100.000 vì nó bị cái sẹo đó nha. Nó bị một cái vết chạy nhẹ đó, đã lành rồi nha. Tiếp 12. 12 là củ này có cái rễ nổi lên hơi quái nè. Cây vô chậu chính lớn, giá 100.000, ghép 3 bo. Ghép giống Reti, hoa màu vàng có hương thơm, giá 100.000. Đây, Reti. Cây đang vô nụ nha. 100.000. 3 bo. Tiếp 13, 13 là ghép 3 giống. Đại Mỹ Nhân 5 cánh, màu trắng viền đỏ, Vân Huế 7. Hai lớp màu hồng, mới vừa tạnh mưa nè. Cái còn đựng nước luôn. Và trà mi. Coi cái này, trà mi. Trà mi 11 nha cả nhà. Trà mi 11, Vân Huế 7, Đại Mỹ Nhân, cây 3 giống, ghép 8 bo 150.000. Củ to nè, vô chậu C10 mà chặt chậu luôn. Tiếp 14. 14. 14 là một cây huyền thoại nữa. Cái clip này sắp vô hai cây huyền thoại luôn. Huyền thoại nè, nó mới vừa bung nhẹ ra nè cả nhà. Cánh nhọn nè. Đỏ đậm luôn, có viền tím nha. Đỏ nhung á, đỏ nhung á, viền tím cánh nhọn. Cây này thì tựa dài. Cây huyền thoại này tựa rất là dài, ai thích chiếc zin thì mình rước em này về chiếc zin được ha. Cây 7 bo 130.000. Cái tựa nó dài từ 2 cho đến 3 tấc mấy luôn. Nó dài mà cái nhánh nó quằn luôn á. Tiếp 15. 15 là Phượng Hoàng 21. Giống mới của vườn em nữa nè. 6 bo 150.000. 16. 16 là Mộng Yến. Mộng Yến ghép 5 bo 140. Củ Mộng Yến này rất là to luôn nha. Hơn 3 gang rưỡi tay vòng lại. 140.000. Những cây giống mới này thì nói chung em bán giá hơi nhỉnh chút xíu, là vì em cái giống, mua cái giống hơi mắc thì về em bán hơi cao xíu, đoạn lấy tiền giống lại nha cả nhà. Cái này thì những anh chị nào mình thích sưu tầm giống thì mình chọn những em này. Giống mới thì giá hơi cứng chút. Giờ hôm nay giới thiệu cả nhà mình là 16 cây nha. Cả nhà xem yêu thích cây nào thì cứ gọi điện thoại theo số điện thoại 0981813055. Số đó thì em có xài Zalo luôn cả nhà. Và mình không, mình gọi điện thoại nếu mà bị kẹt máy thì mình có nhắn tin á, thì mình để rõ mã số cây và số điện thoại của mình lại. Bên em sẽ liên hệ với mình mà lấy thông tin gửi hàng nha. Em xin nhắc lại là hiện nay em gửi hàng đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện. Cây đi bưu điện sẽ nhổ ra, rũ sạch đất, đóng thùng. Hàng giao tận nhà cho mình luôn.
Còn đi Tô Châu sẽ để nguyên chậu, gửi hàng đến nơi nó sẽ nhắn tin mình ra trạm nó mình nhận cây. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ hàng. Em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.